Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Quang Vinh, năm nay em 28 tuổi. Em về đến từ Bến Tre. Còn hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở quận 9. Hay, còn em? Xin chào anh Quốc Thuận và chị Vân. Em tên là Đỗ Ngọc Khánh Linh, năm nay em 25 tuổi. Em cũng đến từ Bến Tre. Hiện em đang làm việc tại Bình Dương, cũng sinh sống tại quận 9 ạ. Như vậy là hai em là đồng hương với nhau? Dạ, gần nhà, nhà cách nhau, chỉ khác phường thôi. Vậy thì hai em nói cho chương trình biết là hai em quen nhau trong trường hợp nào? Cũng là tình cờ đấy. Thì em học khoảng năm 2 đại học. Cái em mới tham chung với mấy anh chị mới về trường cấp 3, trường Nguyễn Chiểu cấp 3 để mà tư vấn tuyển sinh. Thì lần đó là em có gặp Linh được đúng một lần, nhưng mà hai đứa gần như không ấn tượng gì hết. Sau đó đúng 1 năm em cũng quay về trường đó nữa. Lần sau thì Linh là học lớp 12, đúng ngay đợt mà em tư vấn tuyển sinh cho Linh luôn. Wow. Cái xong tư vấn với Linh lon ton đi theo nhóm đi tư vấn trường khác luôn. Nhưng mà em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không. Lúc đó em đang thích một anh khác nữa. Là đi chung với anh hay sao? Đi chung với anh kia. Thì anh này mới đi chung với bạn cấp 3 của em. Thì cũng có về nhà em chơi, nhưng mà chẳng có ấn tượng gì hết. Thì lúc đó anh xấu, anh đen lắm anh. Vậy sao mà mối tình chớm nở? Thì bắt đầu tụi em mới gặp lại vào lúc em vào đại học. Và cũng học chung trường với anh luôn. Nhưng mà lúc đó em thi vào đó với những lý do là có cái anh em thích học ở đó, chứ không phải gì anh này. Lúc đó em mới vào ở ký túc xá. Thì anh này cũng ở ký túc xá luôn. Em ở lầu 1, thì anh này ở lầu 3. Anh mới bắt đầu nhắn tin cho em. Thì em là sinh viên khoa ngoại ngữ, thì anh này mới nhắn tin bằng tiếng Anh. Nhưng mà nhắn sai chính tả, mà em vẫn trả lời. Tới bây giờ vẫn còn sai sau bao nhiêu năm. Vậy ta nhắn tiếng Việt đi cho nó khỏe không? Thì lúc đó mới bắt đầu hai đứa trở nên thân hơn. Rồi bắt đầu nhận kêu anh này bằng anh hai, xưng bằng Út. Có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, rồi đi chơi với nhau suốt gần 1 năm trời. Rồi đến lần đó là 1 tháng 4, thì em mới nhắn một cái tin cho anh này, nói là I love you. Anh này không trả lời gì hết. Tại sợ đó. Nói chung là hôm đó chắc anh này tưởng là em nhắn cho anh này có một mình. Em thực ra em nhắn nhiều người lắm, chứ không phải vì anh này. Một cái cảm giác của em lúc mà em nhận được cái tin đó là sao? Lúc đó thì cũng quen, biết nhau cũng mấy tháng rồi, đi chơi rất là nhiều rồi. Thì bắt đầu cũng có nảy sinh tình cảm chút. Nhưng mà ngày tới cá tháng 4 mà ngay ngày đó nữa, thì mình cứ để im đi. Ngày hôm sau mình hỏi dò thử. Cái ngày 2 cái hỏi dò sao cái cuối cùng cái em quyết định luôn. Có nghĩa là ngay ngày 2 anh hai sẽ nói Út cho anh hai nắm tay. Không, hôm trước. Hôm trước ta đốt giai đoạn đó. Quen nhau bao lâu thì mới cưới? 5 năm rưỡi. Trời ơi. À đúng rồi, phải học hết đại học rồi cưới đúng nhau rồi. Đúng không? Trong 5 năm đó thì tình cảm của các bạn có sóng gió không hay là trơn tru bằng phẳng? Có một thời gian thì sau khi ra trường, thời gian quen là em ở gần ảnh không có nhiều. Tại vì lúc mà ra trường á là ảnh về dưới Đồng Nai ảnh làm. Lúc đó em vẫn là còn là sinh viên năm thứ 3. Thì một tuần ảnh về với em một lần. Có khi trong tuần thì lúc nào em nhắn tin, có khi buồn quá thì ảnh chạy về khoảng 2 tiếng rồi anh chạy xuống. Còn có khi thì nếu bữa nào em rảnh thì em bắt xe buýt xuống với chỗ ảnh 2 tiếng đi xe buýt. Xong rồi về mà khóc hoài à. Lúc đó có bữa thấy ảnh mặc nguyên bộ đồ xưởng á, nào là mùi mồ hôi đồ, về thăm mình cảm động lắm. Rồi sau 6 tháng thì ảnh mới quay trở lại Sài Gòn. Làm việc được khoảng 1 năm ở đây thì bắt đầu ảnh qua một công ty mới. Thì lúc đó ảnh lại về Tiền Giang làm. Wow. Có nghĩa là trong 5 năm rưỡi đó yêu xa nhiều hơn đúng không? Dạ, khoảng 3 năm rưỡi yêu xa. Tại vì em thấy quen nhau lâu, em đã ra trường rồi. Bắt đầu lúc đó em đã đi làm được khoảng 1 năm rồi. Em mới nói là anh có tính chuyện lâu dài với em gì không? Anh nói có, nhưng mà không phải bây giờ. Tại vì anh nói con gái ra trường nó thường hay thay đổi lắm. Thì lúc đó em mới cứ hỏi anh hoài. Thì trong cái đợt đó thì tiếp phần cho anh kể về cái màn cầu hôn của tụi em. Sao Vinh? Em cầu hôn là đợt đó cũng là ra biển rồi. Ăn uống và đã cái bắt đầu đi chơi ra tới biển chơi. Em cũng chuẩn bị sẵn nha. Em cầm được cái nhẫn bỏ túi quần nha. Giấu. Cái đây hai đứa đang lang thang tính chạy ra biển rồi. Cái em nắm tay Linh giật lại. Bắt đầu tính quỳ xuống rồi. Em cũng muốn làm vợ anh không? Rồi em trả lời là, sao? Lúc đó em gật đầu thôi, tại sợ anh quê thôi. Thì luôn là xong lúc đó là về là cưới luôn đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là tụi em quyết định cưới cho đến lúc đám hỏi khoảng tháng rồi về hai bên gia đình bất ngờ lắm. Nhưng mà tại vì lúc đầu tụi em quen á thì hai bên gia đình cũng có hỏi tuổi rồi. Tại vì tuổi con ngựa với con gà nó không có hợp nhau. Hai bên gia đình cũng tỏ vẻ không là gọi là không cấm cản nhưng mà cũng không thích lắm. Nhưng mà do tính ảnh sống theo lối suy nghĩ mới là tức là đâu phải cặp nào cũng con gà với con ngựa là không sống được với nhau.
người ta chỉ đề cập đến cái cặp nào mà nó không được hạnh phúc thôi, còn những cặp hạnh phúc đâu có ai nói tới, nên tụi em quyết định cưới luôn. Và tụi em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng rồi. Vì bây giờ có thấy gì tật xấu với nhau chưa? Thấy nhiều cái gì? Quá trời nhiều. Trong 5 năm không thấy mà về ở với nhau lại thấy. Dạ, 5 năm yêu xa mà sao thấy được? Về là lộ liền. Ngày bữa đầu tiên cái tính thoái móc vẫn cứ áp dụng đều. Tới quan hệ vợ chồng thì đúng giờ đúng giấc. Không đốt cháy giai đoạn. Em thì thích đốt cháy giai đoạn thôi. ABCD. Dạ ABCD theo từng bước là cái gì tới cái gì đó. Đúng ngay bon giờ đó luôn. Sợ là sau này ảnh hưởng tới con. Đúng rồi, coi như 2, 4, 6, 3, 5, 7 đó. Dạ đúng rồi, cứ cách đều vậy đó. Vậy đó, chủ nhật thì có ấy không? Dạ hên xui à. Hên xui. Chủ nhật double hả? Thì có nghĩa là phải 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 còn chủ nhật. Tức là anh thì rất là tính toán, rất là khoa học. Anh nói là nhiều quá thì sau này để con sợ nhỏ, tại vì hai đứa to con mà hai bên bà ngoại với bà nội nhỏ con, sợ đẻ ra nói sau này ba mẹ ăn hết của con rồi nó con bé tí. Trời ơi, em tính gì luôn á hả? Có nghĩa là rất là nguyên tắc nè. Rồi còn cái gì nữa? Dạ ở dơ. Ủa sao? Ở dơ mới là ảnh hưởng tới con đó, chứ còn 2, 4, 6 đó mày là không ảnh hưởng, đúng nhưng không em? Nguyên tắc thì đúng ra là phải sạch sẽ chứ. Dạ đây rồi. Đúng là nguyên tắc sạch sẽ của anh, đúng 24 giờ mới tắm. Tức là hôm nay dù cho dơ cỡ nào thì 24 giờ sau mới tắm. Là hôm nay tắm 6 giờ, mặc dù cho sáng mai có vật lộn hay là lăn lê bò lết ở đâu đó, thì đúng 6 giờ sau mới đi tắm. Trời ơi, nguy hiểm quá. Và một ngày chỉ tắm một lần. Và giặt đồ cũng phải theo lịch, và xả theo quy trình. Ngâm một lần giặt, tiết kiệm nước cho bút sách. Chi tiêu rất là bài bản. Hồi xưa lúc mà quen nhau á là ít khi nào mà tặng em món quà quá 500 ngàn luôn. Nhiều khi em giận về vấn đề đó, tại vì nó thấy người ta là tặng quà cho bạn gái mình á, nào là nhẫn dây chuyền đồ này kia, ảnh không bao giờ, chỉ dẫn đi ăn hoặc là mua quần áo đơn giản thôi. Thì sau này mới biết ra nguyên tắc của ảnh là khi cưới mới tặng vàng. Cưới rồi mới tặng vàng. Đó là nguyên tắc của ảnh. Còn ăn, đây là kỷ lục, lúc mà tụi em ở ký túc xá ăn cái tô, khi nào ăn nữa rồi mới rửa. Ăn nữa rồi mới rửa. Dạ, để thí vậy đó. Dạ cái tô đó lúc mà về sống với em vẫn còn. Sau gần 10 năm chinh chiến với ảnh thì vẫn còn. Nhưng mà sau khi về với em là em cho nó vô gốc rồi. Ngộ ha, chồng em có những cái nguyên tắc rất là ngộ. Thôi coi gì nữa. Dạ đối với em thì như vậy là tạm thời là hết. Tạm thời là hết, tức là vẫn còn rồi đó. Thôi bây giờ tạm thời, bây giờ cho Vinh. Linh có tật xấu gì không? Cái đầu tiên á là cái bữa đầu tiên mà về nhà chồng, sáng dậy ba mẹ chồng 5:30-6 giờ dậy, chồng cũng 6 giờ dậy, chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà các thứ, chuẩn bị bàn ăn uống xong rồi vô đập mấy lần mới chịu dậy. Vậy ăn xong rồi ngủ tiếp. Do bị mất sức hay sao mà mệt mỏi? Dạ bữa đó mà anh còn kêu em dậy 3 giờ sáng nữa hả? Thôi cái đâu 3 sáng. Dạ, bữa đó là phá nguyên tắc đúng không? Dạ đúng không? Bởi vì người ta mệt, người ta cảm như bữa đầu tiên. Không có, những ngày sau cũng vậy luôn á, cứ về ngủ với nhà chồng rồi như là cứ 8, 9 giờ mới dậy, đúng rồi mọi người dậy chuẩn bị hết rồi. Rồi còn gì nữa? Cái nữa là vợ rất là ngăn nắp, tính em thì em không có được vậy, vợ là cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, đụng đâu cũng dọn. Vậy là đối với em cái đó là tính tốt hay là tính xấu? Tính xấu. Ủa sao vậy? Ngăn nắp quá, mình xong việc rồi mình dọn lần quá. Còn này là ăn tới đâu dẹp tới đó. Ăn tới đâu dẹp tới đó. Hay cằn nhằn, vụ đó là cứ cằn nhằn với em mà vợ mà về quê bữa mà em ở đó thì bữa sau lên là đầu tiên đi ngó trong phòng trước. Có gì đó mà chết chết là bắt đầu nhăn em trước rồi có tính gì tính. Rồi tiếp theo, cái tôi của vợ em nó hơi cao chút. Khi mà có vấn đề mà mình tranh luận với nhau á, không chịu dàn xếp với nhau mà cứ muốn cãi cho tới cùng vậy đó. Chi tiêu của vợ em sao? Vợ em chi tiêu hơi nhiều, thích mua đồ. Mà mua xong nhiều khi bỏ đó không tìm xài. Hơi bị hoang phí phải không? Dạ, nhiều khi cũng có cái tật đó là mua, nhiều khi em quên có cái áo đó em lại mua một cái giống y chang nữa. Rồi bây giờ em mong muốn ở Vinh thay đổi điều gì? Em mong muốn là khi mà ảnh trong cách cư xử á, lắng nghe em hơn xíu nữa. Bớt nguyên tắc lại là sống, ví dụ chỉ mỗi việc tắm thôi, khi nào mình dơ thì mình đi tắm thôi, chứ không phải là 24 tiếng hay là giặt đồ là phải nhiêu như vậy. Bớt những cái nguyên tắc. Dạ đúng rồi, ấu trĩ quá. Còn Vinh, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ phải chịu lắng nghe một chút, tránh những cái xung đột mà vợ bớt cái tính là hay nóng giận. Cái thứ hai là em muốn vợ tiêu xài mà có tính toán trước, và cái nào cần mình mua, chứ không phải cái nào muốn thì mua. Chị thấy như vậy nè, ở đây á, rõ ràng vợ thì có những cái không thể hiểu được em, bởi vì em có một số những cái nguyên tắc mà nó gần như là
cái bức tường thành mà vợ em không thể nào mà phá nó ra được. Cho nên vợ em cảm thấy rất là bực mình với cái chuyện đó, là vì vợ em không thể hiểu được những cái điều mà gọi là sâu lắng nhất, hoặc là những cái điều mà vợ em muốn tìm hiểu về em. Ngược lại thì em làm cái điều đó bị gọi là bị quá, tức là bị hồ hởi quá đó. Thì ở đây cái phương pháp nó chưa được đúng, không phải là không đúng mà nó hơi bị nhanh quá. Với một cái người chồng mà cái cuộc sống của anh nó nguyên tắc quá lâu như vậy, nó có nền tảng từ xưa rồi, thì mình phải phá từ từ. Chứ mình không thể nào mình dùng búa tạ mà mình đập được liền, là cái phản ứng của người ta là ta phải bảo vệ ngay lập tức, đúng không em? Cho nên rằng mình phải từ từ, mình mưa dầm thấm lâu. Thì cái việc của tụi em sau ngày hôm nay là tụi em phải chịu khó ngồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau một cách tụi em tưởng tượng như tụi em đang yêu nhau để tìm hiểu đi. Bây giờ mình được yêu gần rồi đó, mình không phải yêu xa nữa. Và làm đúng phương pháp, chứ đừng có ồ ạt quá, đối phương sẽ sợ. Hả Linh ha? Em cứ từ từ nha. Cảm ơn hai em nha.